Liên quan đến việc cụm công nghiệp Phước Tân thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra tình trạng hàng chục doanh nghiệp xây dựng trái phép mà truyền thông đã nhiều lần phản ánh, ngày 14 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch khu vực này. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng theo quy hoạch chung được duyệt, phạm vi khoảng 72 hectare thuộc phía đông bắc xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa có chức năng là khu công viên rừng rồng nhưng về pháp lý thì khu vực này đã được bộ công thương chấp thuận bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp phước tân địa điểm này cũng đã được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất với chức năng đất cụm công nghiệp và chấp thuận chủ trương thành lập cụm công nghiệp phước tân do đó việc điều chỉnh quy hoạch chung chuyển từ chức năng khu công viên rừng trồng sang chức năng cụm công nghiệp sẽ là cơ sở triển khai lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Trước đó, mặc dù việc lập cụm công nghiệp Phước Tân mới chỉ là chủ trương, nhưng đã có 48 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép hoạt động tại đây. Sau khi báo chí phản ánh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai làm rõ những sai phạm. Đoàn giám sát của Quốc hội đã giám sát tại khu vực này và cho rằng tình trạng xây dựng trái phép tại cụm công nghiệp Phước Tân là vấn đề lớn, Đồng Nai cần làm rõ và sớm có báo cáo cụ thể.